thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Chỉ có dũng cảm đối diện với bốn sự thật phũ phàng này, con người mới thực sự trưởng thành lên. Sự thật cũng giống như ánh sáng, có lúc sẽ khiến bạn chói mắt, nhưng nếu không có nó, bạn sẽ chẳng thể nào xua tan đi bóng đêm mù mịt đang che lấp cuộc đời mình. Trong cuộc sống không thiếu những thử thách khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải bản lĩnh mạnh mẽ để đối mặt. Đôi khi chúng chính là sự thật, một thứ ta biết, ta hiểu, nhưng ta không muốn nghe hay sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, dù sợ hãi đến đâu, có những lúc chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng để vượt qua nó, từ đó mới có thể trưởng thành hơn. Dưới đây là bốn sự thật nghiệt ngã mà rồi ai cũng phải đương đầu và chấp nhận. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sự thật thứ nhất, bạn sẽ phải chết. Chúng ta đều biết mình sẽ phải chết vào một ngày nào đó. Thế nhưng chúng ta cứ sống như thể mình sẽ còn ngày mai và rất nhiều thời gian. Bởi lẽ chúng ta đều sợ chết. Thế nhưng nhiều nhà tư tưởng vĩ đại lại tin rằng nhận thức được cái chết sẽ giúp chúng ta sống một đời tốt hơn. Khoa học cũng đồng tình với quan điểm này. Các nhà khoa học cho rằng nghĩ về cái chết thực ra rất tốt. Nó giúp chúng ta cải thiện sức khỏe thể chất và hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Bạn hãy nghĩ xem, nếu không có cái gọi là thời hạn cuối, bạn sẽ hoàn thành được bao nhiêu công việc? Cái chết cũng vậy. Nó là lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể trì hoãn mãi mãi. Nó giúp chúng ta tập trung sống một cuộc đời có ích. Nếu lờ đi cái chết, chúng ta sẽ không bao giờ biết cái gì là quan trọng, cái gì là ưu tiên, cái gì là tầm nhìn dài hạn, cái gì có ý nghĩa. Chúng ta sẽ không còn coi trọng người thân, bạn bè và niềm vui trong cuộc sống. Nếu cuộc đời không có điểm dừng, chúng ta sẽ không biết quý trọng những tháng ngày tồn tại mà sẽ lãng phí nó. Điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Carl Pilmer, Đại học Cornell, từng thực hiện khảo sát 1.200 người từ 70 tuổi trở lên về bài học cuộc sống quan trọng nhất mà ai cũng cần biết. Gần như tất cả họ đều cho rằng cuộc sống thực sự rất ngắn ngủi. Họ muốn gửi gắm thông điệp này đến thế hệ trẻ, không phải để sợ hãi mà để trân trọng thời gian và biết làm nhiều điều khôn ngoan hơn. Càng trưởng thành, chúng ta sẽ càng cảm nhận được sự hữu hạn của thời gian. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Bạn không cần tưởng tượng mình bị ung thư giai đoạn cuối. Hãy nghĩ rằng bạn đang sắp sửa đi tới một nơi thật xa và rời bỏ công việc, gia đình, bạn bè, cuộc sống mà bạn đang có. Khi biết điều gì đang chờ đợi bạn phía trước, bạn sẽ biết trân quý mọi thứ hơn. Sự thật thứ hai, muốn thành công chỉ chăm chỉ và nỗ lực thôi là chưa đủ. Chúng ta chắc hẳn đã nghe câu này cả tỷ lần. Để trở nên xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, bạn cần 10.000 giờ luyện tập. Nhưng thật ra điều đó không hoàn toàn đúng. Kể cả bạn có dành 10.000 giờ để tập lái xe, nhưng chưa chắc chắn bạn đã thi lấy được bằng. 10.000 giờ ở đây đòi hỏi bạn phải tập trung vào các khuyết điểm của mình và đẩy giới hạn của bản thân lên mức không tưởng. Điều này có thể khiến bạn trở thành một kẻ nghiện công việc không biết đường lui. Rồi bạn sẽ sớm bị stress, đau khổ và chết sớm.
Tuy nhiên, nếu thực sự có đam mê, bạn sẽ tránh được khỏi số phận nghiệt ngã ấy. Đam mê chính là nguồn động lực bất tận, giúp bạn vượt qua mọi chông gai, thách thức mà cuộc đời đem lại. Thậm chí, những người làm việc chăm chỉ nhờ đam mê còn sống thọ hơn bình thường. Còn lười biếng sẽ chỉ khiến cuộc đời bạn thêm ngắn ngủi hơn. Một nghiên cứu diễn ra suốt 80 năm mang tên The Thurman Study đã cho thấy những người thành công nhất là những người sống lâu hơn cả. Những người có lối sống buông thả, tùy tiện, không có mục đích sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn. Đôi lúc, nỗ lực sẽ khiến con người ta mệt mỏi, căng thẳng vì luôn phải gồng mình lên để ngày ngày đối mặt với cuộc sống. Nhưng rồi, khi về già và nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã làm biết bao nhiêu việc và nhận ra cuộc sống có ý nghĩa đến chừng nào. Nếu chưa tìm ra đam mê, bạn cũng đừng vội lo sợ. Đam mê không phải là một thứ có sẵn để tìm, mà phải được tự tay bạn xây nên. Có như vậy, bạn mới có thể tận tâm với công việc được. Sự thật thứ ba, bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc. Chúng ta luôn coi hạnh phúc là cái đích cuối cùng. Nếu kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc. Nếu tôi gặp được tri kỷ, tôi sẽ thực sự hạnh phúc. Nếu tôi được thăng chức, nếu tôi... vân vân. Lúc nào chúng ta cũng nói thế, nhưng thực sự là cuộc sống chẳng bao giờ thiếu đi những lo toan và buồn bực. Tại sao ư? Vì nếu có hạnh phúc mãi mãi, bạn sẽ chẳng còn động lực để làm bất kỳ điều gì nữa. Hạnh phúc luôn ở phía cuối con đường để chúng ta chăm chỉ nỗ lực, nhưng nó sẽ không kéo dài để bạn đắm chìm trong đó mãi mãi. Nói như thế không có nghĩa là cuộc sống của bạn chỉ toàn những đám mây đen xám xịt và u buồn. Dù có khó khăn đến đâu, hãy cứ chấp nhận những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đánh đố chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và cảm thấy hài lòng với cuộc đời này. Do đó, đừng bao giờ cố gắng đi tìm hạnh phúc hoàn hảo, mà bạn phải biến mỗi ngày của mình đều là những khoảnh khắc hạnh phúc. Sự thật thứ tư, sẽ luôn có người làm bạn thất vọng. Dù thân thiết đến đâu, bạn cũng khó mà tin tưởng được tất cả mọi người xung quanh mình. Một nghiên cứu cho thấy 60% số người được hỏi đã từng kể cho người khác nghe bí mật của bản thân họ. Thậm chí 1/4 số người tiết lộ bí mật của bản thân cho ít nhất 3 người khác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải đa nghi mọi lúc mọi nơi. Bạn cần chấp nhận rằng đôi lúc sẽ có người phản bội bạn. Nhưng về lâu dài, bạn phải biết cách tin tưởng nhiều hơn, kể cả khi đó là chuyện quan trọng như tiền bạc. Một nghiên cứu cho thấy những người đặt niềm tin vào người khác thường có thu nhập cao hơn hẳn so với số còn lại. Càng tin tưởng ai đó, bạn sẽ lại càng có nhiều tiền. Sẽ có lúc người khác khiến bạn thất vọng, một sự thật mà ta chẳng thể tránh được. Nhưng chúng ta vẫn nên tin tưởng nhau và học cách tha thứ sau đó. Không có sự tin tưởng, bạn sẽ không thể xây dựng được một mối quan hệ lành mạnh. Không có bất kỳ mối quan hệ lành mạnh nào, bạn không thể trở nên hạnh phúc. Con người không ai là hoàn hảo cả. Thậm chí, người càng hoàn hảo lại càng dễ khiến người khác sinh nghi ngờ hơn. Vì vậy, hãy cứ chấp nhận sự thật phũ phàng trên, tìm cách vượt qua nó và hướng tới những điều tốt đẹp. Bởi vì cuộc đời chính là như thế.